Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi chiều về chiến sự tại Ukraine các bạn nha. Có một số cái vấn đề nổi cộm như thế này, chúng ta thấy cũng rất là mệt mỏi đấy các bạn nha. Đấy là một cái tình hình nó liên quan đến Starlink cũng như là ông Elon Musk. Thì chúng ta mấy ngày nay chúng ta cũng đã cố gắng bàn nhau về các cái vấn đề của cái ông Elon Musk này. Thì rõ ràng là chúng ta thấy nó cũng có một số cái vấn đề bất cập. Thì bây giờ ngày hôm qua chúng ta thấy và ngày hôm kia là chúng ta đã thấy là tấn công vào hai cái tàu của Nga, và ngày hôm nay tức là sáng đêm hôm qua và rạng sáng hôm nay lại tiếp tục tấn công vào các cái tàu và một số cái cơ sở tại Crimea. Bây giờ chúng ta hãy vào cái chỗ bản đồ. Thì chúng ta biết là ngày hôm qua là Ukraine tiếp tục đánh vào cái chỗ Zaporizhia. Thì các bạn biết ở khu vực này nó là cái sân bay, có thể nói là sân bay lớn nhất của Crimea. Còn đây là cái cảng, thì đây là quân cảng lớn nhất của Crimea. Thì hôm qua đã đánh vào cái cảng này rồi, thì hôm hôm qua thì lại hôm kia là đánh vào cảng này rồi, thì hôm qua đánh tiếp vào đây. Thì chúng ta đi vào trong này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái sân bay nằm đây các bạn này. Đấy, ta thấy cái sân bay chưa? Sân bay thì nó nằm gần đấy thôi chứ không phải nó nằm ở trong thành phố. Đấy, chúng ta có thể vào đây. Thì theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết là lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ 11 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời của Crimea. Thì đây là cái chỗ này là một trong những cái chỗ trên cái chỗ sân bay thôi, nhưng mà họ không cho vào sân bay đâu các bạn. Thế bây giờ chúng ta đi vào cái chỗ mà hôm qua bị đánh này. Thì tại sao là như vậy? Đây cái chỗ này đây. Ta vào đây đi. Tức là vào một điểm nào đó thôi thì chúng ta nói chuyện thôi. Thì sáng hôm nay thì khoảng 5 giờ 30 sáng giờ Moscow thì nỗ lực của chính quyền Kiev đã tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công khủng bố vào Nga tại chỗ cái bán đảo Crimea này để ngăn chặn. Thì hệ thống phòng không cũng đã phá hủy được 11 cái máy bay không người lái trên cái Crimea này. Đây là cái chỗ chúng ta cũng mô phỏng thôi tối. Thế thì các vụ nổ vụ sáng sớm thì được báo cáo tại Zaporizhia là chính là cái thành phố này, cũng như việc phá hủy 5 cái máy bay không người lái, mà 5 máy bay không người lái là loại của hải quân các bạn nhé, đang cố gắng làm hư hại một cái tàu gọi là nó gọi là cái tàu Sergei Kotov của Nga, nhưng mà đã bị bắn hạ. Thì có thể nói là coi như thế là 16 cái UAV, trong đó có là 11 cái UAV của không quân, còn 5 cái UAV là của hải quân. Thì có thể nói là cái khu vực này là vẫn rất là nóng chứ không phải là như vậy. Là tại sao ông Mớt ông nói như vậy rồi mà tại sao như vậy? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu vào cái chỗ cái ông Mớt này các bạn nhé. Thực tế là cái ngày hôm qua thì ông có nói là nếu mà trong trường hợp mà ông bật cái Starlink lên ở khu vực Crimea ấy, thì nó sẽ xảy ra là coi như là cái đòn trừng phạt rất lớn của NATO chứ không phải của Ukraine vào cái hạm đội Biển Đen và cái chỗ mà Sevastopol cũng như là Petrovaturia. Thế thì cho nên ông không muốn làm cái điều đó. Đấy, thì chúng ta biết rồi, có cuộc gọi khẩn cấp nói để bật kết nối để đồng thời đánh ngay, chúng ta nói rồi, nhưng mà ông nghĩ là ông không 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 làm được cái chuyện đó. Làm chuyện đó thì coi như đổ bể hết, giống như là một cái trận mà trân châu cảng của thế kỷ 21. Đấy, thế mà chính phủ là không có chịu trách nhiệm cho ông, cho nên ông không có làm. Thì ông nói như vậy thì chúng ta nghe thì cũng là rất là ok đấy. Còn ông mà ông nói nếu mà tôi nhận được cái yêu cầu của tổng thống thì ông mới làm đấy, thì với ông mới làm. Thế thì chúng ta thấy nó quá nguy hiểm đi, mà cuối cùng là ông đã làm rồi các bạn nha. Ông mất, ông đã quyết định chuyển giao một phần, chuyển giao cho Lầu Năm Góc quyền kiểm soát một phần internet vệ tinh Starlink để sử dụng cho cuộc chiến tại tại đây. Đấy, là chúng ta thấy là như thế là coi như là chuyện lớn rồi, chuyện quá lớn rồi. Để làm gì? Tức là để ông bản thân ông không có chịu trách nhiệm gì hết về vấn đề biên giới, về quy tắc sử dụng hoặc là về coi như là trách nhiệm về sau này. Nó là như vậy đấy. Cho nên là nếu mà vào tay Lầu Năm Góc rồi thì các bạn biết rồi. Đấy, cho nên là ông mà biết viết các cái báo cáo này trong cái cuộc phỏng vấn với cái tờ Washington Post thì ông có nói là rất cái nhiều cái chỉ trích chống lại cái ông Musk này là bị từ chối bật cái dịch vụ Starlink ở ngoài khơi của bờ biển Crimea. Nhưng mà ông Musk ông đặt câu hỏi là tại sao ông lại phải tham gia cuộc chiến này, các bạn trả lời cho tôi đi.
Đấy. Tôi tạo ra cái styling này để cho mọi người xem phim, Netflix hoặc là thư giãn hoặc là chơi điện tử, chứ không muốn tạo ra một cái gì đó để dẫn một chiến tranh thế giới, thậm chí là có thể là hạt nhân. Đấy, thế coi như bây giờ ông đã giao cho bên Lầu Năm Góc, tức là giao cho Nhà Trắng rồi đấy các bạn. Nhà Trắng là chính phủ, Lầu Năm Góc chỉ là một cái bộ quốc phòng thôi. Thế thì chúng ta thấy là ngày hôm qua đã tấn công cái tàu Serakei Kotov nhưng mà đã bị đánh bắn hạ, và như vậy là 11 cái UAV chiến công thì và cái chỗ mà cái cảng Chornomorsk cũng là khu vực đó. Thì đây tôi chỉ là cái mô phỏng thôi để chúng ta thấy là cái tình hình nghiêm trọng ở khu vực này rồi chứ không phải là không. Đấy. Như vậy là có nghĩa là gì? Trong những ngày tới đây, khu vực Cửa Đông này chắc chắn là sẽ có những cái biến động. Đấy. Bởi vì bây giờ ông mất ông đã nói là như vậy rồi, ông là một công dân Mỹ thì ông phải tuân lệnh coi như tổng thống Mỹ, tức là người đứng đầu cơ quan hành pháp của nước Mỹ. Đấy. Thế cho nên là từ nay trở đi mọi cái vấn đề tại Cửa Đông ông sẽ không chịu trách nhiệm. Nhưng mà tôi vẫn có một cái linh cảm, tức là gì? Là ông gọi là định chuyển giao một phần thôi. Đấy. Chuyển giao một phần thì như thế là một phần, thì nó có nghĩa là đâu đâu có phải là tất cả chỗ Cửa Đông này. Đấy. Nếu mà một phần thì nếu thế thì có khả năng là ông sẽ, đây là chúng ta suy diễn các bạn nha, là sẽ bỏ cái khu vực này Sevastopol, bỏ khu vực này. Nếu bỏ khu vực này thì nó quá tốt. Đấy. Tức là hạm đội Biển Đen này. Đấy, còn tất cả các khu vực Cửa Đông khác thì có thể là coi như là vẫn đánh. Đấy, vẫn đánh kể cả cầu Cửa Đông luôn, có thể là vẫn đánh mà trừ cái khu vực này ra có hay chăng, tại ông nói là ông sẽ chuyển giao một phần của cuộc chiến này cho Lầu Năm Góc, ông muốn làm gì cũng làm. Như vậy có nghĩa là có thể ông cũng sẽ mở cái chỗ Sevastopol ra, và cũng có thể là ông khóa riêng Sevastopol, ông khóa lại thôi. Nhưng mà thế thì như vậy thì coi như là bằng nhau, là tàu trong này đâu có ra được cái là bị ngay, nếu mà ở ngoài Cửa Đông này thì bị ngay. Cho nên hiện nay cái tình hình này là nghiêm trọng. Cho nên là chúng ta mấy ngày nay chúng ta đã nói về cái chỗ ông mất này rồi. Thì ông và là nếu mà ông đừng biến ông trở thành thù. Đấy. Chứ còn nếu mà ông là kẻ thù thì rõ ràng là phải tiêu diệt thôi. Là rõ ràng phải tiêu diệt thôi. Nếu không tiêu diệt chúng thì chúng sẽ tiêu diệt là ta mà. Đấy. Hai bên mà 12 bên bắn nhau mà không bắn nó thì nó bắn ta thôi. Bên kia cũng thế và bên này cũng thế thôi. Đấy. Cho nên là tôi nghĩ là cái chỗ này á, hy vọng. Tôi hy vọng thế thôi. Đấy. Và tôi suy diễn vậy thôi, tại vì ông nói chỉ một phần của Crimea, nếu thế thì như thế là ông có khả năng ông bỏ cái chỗ này. Còn bây giờ Nga phải tính là trường hợp ông không bỏ cái chỗ này. Đấy, là tức là Lầu Năm Góc là nó chơi tan nát hạm đội Biển Đen, nó lại cho nó cái hạm đội 6, hạm đội 7 mới là số 1 thế giới chứ. Chứ Nga mà cái hạm đội Baltic này, hạm đội Thái Bình Dương này, rồi mấy cái đấy là nó không ăn thua đâu, chỉ có Biển Đen này là hoành tráng nhất thôi. Thế mà coi như làm tan nát này thì có phải mà cái hải quân của Nga là nhất thế giới đấy các bạn nhé, không quân là Mỹ đấy, còn cái lục quân là Trung Quốc với Triều Tiên đấy. Chứ chúng ta cứ nói mà không, cái không quân của Mỹ là đúng đấy, đúng không quân của Mỹ, chứ còn cái hạm đội của Mỹ là không bằng thua đâu. Mấy cái máy bay của Nga nó thật, nếu mà tôi nói thật đâm nó ra là máy bay của Nga không bằng máy bay Mỹ. Nhưng mà nếu mà nói về tàu ngầm hạt nhân các Poseidon hoặc là các cái loại mà tên lửa mà hạng như thế này thì không không qua được Nga. Cho nên cái ngày hải quân và ngày quân đội và hải quân Nga nó là một ngày đấy các bạn, nó kỷ niệm một ngày đấy. Đấy, cho nên cái hạm đội này quý như vàng. Nhưng mà trong trường hợp nếu mà ông có bật Stalin đi chắc gì ông đã là coi như ông đã bắn được đâu, ông tiêu diệt được đâu, nhưng mà rõ ràng là nó là nguy hiểm lắm. À, rõ ràng là bây giờ anh 24 cái 24 24 trên 7 anh căng mắt ra cả đêm cả ngày, mà bây giờ ấy, hình như có hạn chế ở cái chỗ là chỉ bật ban ngày thôi hay sao các bạn. Tôi để tôi nghiên cứu thêm cái chỗ này, nếu bật ban ngày ra thì sẽ biết là nó bay từ đâu, nó đánh từ đâu, nó bật cái gì. Đấy. Nhưng mà đây chỉ có chơi ban đêm thì là đúng là không biết luôn, toàn là đêm về sáng ấy. Đấy, các bạn biết 4 5 giờ sáng bên đấy thì nó tối thui chứ đâu có, nó phải như là 4 5 giờ sáng bên mình nó sáng trưng lên đâu. Bên đấy 9 rưỡi 10 giờ thì nó còn vẫn còn sáng nữa, 11 giờ nó mới tối. Đấy, cho nên là có hai cái vấn đề chúng ta nghiên cứu. Một là có phải là hạn chế về cái cục bộ, về cái địa lý vị trí hay không, hoặc là hai là có hạn chế về cái thời gian, tức là ban ngày hay ban đêm hay không. Nếu mà được như thế thì nó vẫn là tốt, chứ bây giờ nó đánh cờ đơn đánh chỗ nào được, nhưng mà chừa cái Sevastopol đã thôi. Còn tôi nói
cái Crimea này nó là trái tim của cái chiến dịch quân sự đặc biệt. Đấy, nó là thì cái Sebastopol này nó là cái tâm của cái tim đó. Đấy. Cho nên nếu đánh vào cái tâm của cái tim này thì rõ ràng là nắp bẫy Ukraine thôi. Nhưng mà bây giờ ai là ra tay trước, ai ra đòn trước này, đấy, cái đấy rất quan trọng. Nếu mà người ta ra đòn cùng một lúc, bây giờ chúng ta thấy là bây giờ sắp dập dềnh đủ thứ rồi, các cái loại tên lửa hành trình mới rồi, rồi những xe tăng máy bay là đều dập là trong cái cuối năm nay và đầu sang năm. Thế vì phải ra đòn trước, tôi nghĩ là như vậy. Nếu không ra đòn trước là trở tay không kịp. Bởi vì nếu mà nó có tất cả các đầy đủ các loại lực lượng rồi, tất cả các loại thiết bị rồi, thì nó sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Thôi chúng ta chia tay cái chỗ khu vực Crimea, đấy, có thể nói rất đáng ngại. Đấy, Sevastopol đây, còn Zipatoria đây, Simferopol đây, cầu Crimea đây, và Dersankoi đây. Dersankoi là có thể là trung tâm về cái hậu cần đấy, là có những tuyến huyết mạch, có những ngã tư đường đường sắt, đường bộ đi qua đây hết, kể cả đường không, mà đường hàng không lớn nhất của Nga tại Crimea đây, và hải quân là tại đây, còn hành chính thì tại đây. Còn cái pháo đài, tức là công sự mà coi như có thể kiên cố nhất thế giới từ khi có cái từ công sự, thì nó nằm ở đây, Arnianska. Và chúng ta tạm biệt Crimea. Cái tình hình này rất là nghiêm trọng, các bạn comment xem là nên như thế nào các bạn nha. Nên phủ đầu hay là nó có hạn chế hay không hạn chế, nó ban đêm hay ban ngày, hay là nó có tránh riêng cái Sevastopol hay không, hay là nó sẽ đánh tất, vân vân. Và ông Elon Musk, ông đã giao những cái gì cho Bộ Quốc phòng, các bạn có thể cứ phán đoán, tôi thì tôi phán đoán như vậy. Nguy hiểm quá. Còn cái khu vực này, hiện nay Ukraine đang tập trung 3 khối lực lượng. Một là cái khối ở phía Tây Nam Robotina. Hai là cái khối mà sẽ ở trung tâm giữa Robotina và Varkova. Và khối thứ ba đương nhiên rồi, còn lại là hướng Varkova. Và chúng ta thấy ba cái khẩu súng sạch, nó là như vậy. Đây là chúng ta nói lại này, đây là lữ đoàn 47, tức là lữ đoàn chấp vá. Đây lữ đoàn 46, đây là cái lữ đoàn hàng không cũng rất mạnh, và lữ đoàn mạnh nhất đó là 82. Nếu xếp theo đội hình này, và vừa rồi lại mang một cái Khrushchev ca về, là một cái ông 80 nữa các bạn nhé. Còn hôm qua chúng ta còn nói là 115, 116 đấy, 115 và 118 đấy. Đấy là còn ba ông này nữa. Còn mấy ông 71, 65 thì mấy ông bổ sung này thì không nói rồi, thì sẵn sàng bổ sung ở các khu vực này. Chúng ta biết. Thế thì hiện nay đang tập trung ba cái lực lượng tại đây. Nga cũng nhân cơ hội này là đánh thôi, tranh thủ đánh thôi, đánh tan nát hết. Tất nhiên là không thể đánh hết được các bạn nhé. Hiện nay là đánh tan nát luôn cả cái khi đang đến và khi đã đến. Nhưng mà rõ ràng là họ đi đông và họ đã phân tán, và thậm chí có một ngày trước, một hai ngày trước nó còn đang ẩn nấp đâu đó. Rồi lính tráng cũng đang ẩn nấp đâu đó. Thì đến khi mà họ sẽ kéo đại quân xuống đánh trong một vài ngày tới, tức là trong chậm nhất là có như 2 đến 3 tuần tới là phải kết thúc rồi. Cho nên là không biết xuất phát, tức là bắt đầu từ ngày nào thôi. Thì cứ xác định là cứ ngày nào người ta cũng có thể là sẵn sàng xuống. Thì rõ ràng rồi, người ta sẽ xuống theo các hướng này rồi. Về rồi, về. Đây, đi thẳng xuống đây. Và anh này còn phải đánh luôn, phải lượm luôn Novoprokhorovka. Còn anh này thì đánh nghi binh, và có thể là trinh sát xem thử là cái đường này có thể đi được hay không. Tại chúng ta biết đây tất cả cái vòng đai phòng thủ. Tôi là tôi cũng thấy ở đâu rồi đây, tôi biết cái chỗ nào đây. Nhưng mà bây giờ nói ra nhiều bạn lại bảo là có khi là địch nó lại nghe cái kênh của mình. Tôi nói cũng không ngại cái chuyện đấy, nhưng mà cũng có khi cũng phải bớt nói lại đấy các bạn nhé. Chúng ta chỉ nói theo cái trạng như là bên Ukraine định như thế thôi, chứ còn bây giờ bảo là phòng thủ Nga nó mới ở cái chỗ A chỗ B thì có khi cũng không nên nói rồi. Nói chung cũng có cái tôi biết, có cái tôi không biết, nhưng mà có cái có lẽ cũng không nên nói, hoặc là bắt đầu nhận định một số chúng ta cũng không nên, chúng ta có thể là nhận định những chả ai đó, cũng mà ngồi và soi hết cả 1 triệu cái video chả ai làm đâu, nhưng mà thôi cứ cẩn thận vẫn hơn. Đấy thì hiện nay họ đang tập hợp rất là nhiều đây, thì rõ ràng ban đêm thì người ta đi thì cái khả năng nhìn đêm của Nga tôi thấy cũng kém hơn của Ukraine các bạn ạ. Cái đêm là bên kia nó của Đan Mạch, Na Uy với Mỹ đó, nó cung cấp cho mấy cái trang thiết bị rất là ok.
thì Nga tôi thấy có thể cũng có, nhưng mà có vẻ là ít, và những cái chỗ nào cần tập trung thì là Nga có vẻ không tập trung. Đấy. Cần phải tập trung chỗ nào anh phải tập trung chứ. Đấy, thì cái khu vực này là hiện nay là như vậy, thì cái chỗ này là cũng thiệt hại cũng rất là nhiều cho phía bên kia nha. Nhưng mà cái video này tôi làm cái đầu tôi đang hướng về Crimea, cho nên các cái chỗ này tôi cũng không có cũng nó cũng không phải giao tranh gì ghê gớm lắm, cho nên chúng ta cũng 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 đi nhanh thôi. Đấy, cái chỗ mà Crimea là thấy lo. Còn khu vực Adiska này ấy, thì hiện nay là Nga cũng đang có một cái sự tấn công tại cái khu vực này vào các cái xe bọc thép của bên Ukraine, chỗ giữa đây là Krasnogorov và K đây và Karamit đây, thì đánh ở khu vực này các bạn nha. Đánh ở tại các khu vực này tiêu diệt một số xe. Cái này thì tôi nghĩ cũng giao tranh một cách bình thường thôi, thì các UAV của Nga là nó cứ bay, là bên kia nó cũng bay, thì nó cứ thấy pháo thấy xe là diệt. Còn cái khu vực ở trên này thì như chúng ta biết là hiện nay đang giao tranh đây, hồi sáng thì không có cái ô này thì bây giờ lại có cái ô này. Hồi hồi sáng tôi cũng có nói với các bạn là coi như là bên Ukraine nói là chiếm hết, nhưng mà thực tế không có chiếm hết, tức là nó nói cho nó sướng miệng thôi, chứ còn nếu mà hết ở đây thì tự nhiên anh UAV anh bay ở trong khu vực này thì sáng nó bay rất nhiều vào khu vực này. Đấy, thì bây giờ mà anh bay vào đấy anh trinh sát thì rõ ràng là đó là bên Nga nó đang ở trong các cái tòa nhà, nó đang ở nấp ở cái gốc cây ở khu rừng nào đó mà đang bắn tỉa nhau từng 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 ngôi nhà một, mà thì làm sao mà gọi là chiếm được. Đấy, nhưng mà hiện nay họ vẫn nói là như vậy. Và cái chỗ Andropka cũng thế, là chúng ta biết là họ không vượt qua được cái chỗ đường sắt. Đấy, cái chỗ đường sắt là họ không có vượt qua, cái chỗ này thực tế là Nga hết, thì chứ không phải là đây, cái đường sắt này các bạn, đây, đường sắt này họ không vượt qua đường sắt này. Và chúng ta biết cái đường sắt này là Nga chui qua bên này là bắt đầu là Nga qua tới bên này luôn này các bạn, chui từ đường sắt qua bên này là đánh. Thì hiện nay cái chỗ Andropka này và Klitschko này thì có khả năng là Ukraine đánh để cầm chân thôi, cầm chân Nga. Bây giờ nếu không thì Nga sẽ nóng ra, cho nên bây giờ cứ đánh cầm chân coi như là giống như là còn đang muốn vào đây lắm, nhưng không phải, họ đang tập trung cái chỗ phía dưới, thực tế là đang tập trung ở chỗ phía dưới chứ không phải là trên này đâu, nhưng mà cũng là đánh gọi là nhấn nhá thế thôi. Còn chỗ khu rừng tội phạm này thì hiện nay UAV của Nga Ukraine đã bay khắp nơi trong này các bạn nhé, và đã tiêu diệt một số cái lực lượng Nga kể cả trong sâu trong này và ngoài này. Tôi thấy là họ điểm xuyết là ba khu vực, là có một cái kho, một cái chỗ mà đồn trú của lính, và một cái hệ thống pháo, và một cái hệ thống pháo các bạn nhé. Đấy, hiện nay là chỗ này. Hiện nay nếu mà nói về 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 chiến trường là tôi thấy là Nga đang có những cái vấn đề. Tất nhiên ấy, là chúng ta là niềm tin tất thắng, là sẽ tất thắng rồi, sẽ đánh rồi, sẽ thắng rồi và sẽ tấn công rồi. À, bây giờ chờ đạn của anh Triều Tiên nữa là coi như là đủ đủ đầy đủ hàng đấy. Nhưng mà bên bên này thì thực cái hàng thì không bằng nhiều bằng bằng Nga rồi, cho dù anh cộng chấp tất cả các phương Tây cộng lại cũng không bằng Nga đâu. Đấy. Nhưng mà hiện nay nếu mà có một cái vấn đề mà họ định vị được ấy, tất cả cuộc chiến này cuộc chiến thông tin mà các bạn, nếu mà họ định vị, họ do thám, họ trinh thám và họ bật các cái gọi tác chiến điện tử này được ấy, thì rõ ràng là gây khó khăn cho Nga. Chứ còn khi mà Nga mà đã tổng tấn công mà coi như là mùa đông, hoặc là cuối thu thu đông này, cuối thu đầu đông này, là tôi nghĩ là nát hết cái này chứ còn cái gì nữa đâu, không còn cái gì nữa đâu, đánh hết vào chỗ Odessa, Kiev, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhia, Kharkov, toàn tuyến biên giới là hết thôi chứ có gì đâu, còn cái khu này bỏ thì làm gì còn cái gì đâu mà đánh, còn xa đâu xa điếc ở đâu ra mà đánh được. Ông đến cuối năm ông nhận F-16 rồi, đầu cuối năm là ông nhận Abrams rồi, ông nhận cái gọi là tên lửa tầm xa tầm ship về đây làm gì. Tôi nói là phải ra đòn ngay, phải ra đòn ngay. Đấy, các bạn cứ comment đi, tôi nghĩ là cũng có thể có người đọc người không nha, tức là bên nước ngoài nó đọc ấy các bạn nha, có bạn dịch ra nước ngoài hết mà, thì là cả Nga nó cũng đọc nữa. Không ra đòn ngay là tôi thấy nguy hiểm lắm. Trước đấy hôm mới hôm trước là mới đang lo là ông mất rồi, là bảo người tốt tốt thì nó là người Mỹ, rõ ràng ông có những cái tư duy đấy là tốt là đúng, là ông là doanh nhân, ông là không không có cái can thiệp đấy. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà chính phủ ra lệnh, ông là người dân của nước Mỹ mà quốc hội nói ông chưa nghe đâu, mà nếu mà cái cơ quan hành pháp tức là điều hành đất nước ra lệnh ông là phải là thế nọ thế kia, thì lúc đấy ông bàn giao cho
bổ phẩm. Cái chuyện này là bây giờ chuyện bổ phẩm, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà sử dụng cái Starlink này mà đánh Nga mà có hiệu quả thì chắc chắn là cái vệ tinh của ông nó bay hết, chứ không phải là tôi chỉ bắn cái của bổ phẩm. Tôi biết ông cái nào, ông có 1.000 cái hay là 200 cái thì tôi bắn rụng hết thì chỉ làm gì có cái chuyện đấy. Đấy, cho nên là hiện nay cái vấn đề cái này tôi thấy nhức nhối này, cái nỗi lo nó đã trở thành sự thật. Nhưng mà tôi nghĩ cái này nó cũng không thể quyết định cuộc chiến này được, không thể cuộc chiến này mà kết thúc bằng bởi một cái anh mất đi được. Đây là tôi mới có tin mới nhận được cái chỗ khu vực này đấy các bạn này, tức là cách đây như thế là 56 phút, tức là 1 tiếng, tức là lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng tên lửa Neptune các bạn nha, chứ còn không UAV biết nữa, và máy bay không người lái thì nó có để phá hủy cái hệ thống phòng không Shaigun của khu vực này, Sepatoria, và chi phí của cái hệ thống này là 1,2 tỷ đô la Mỹ. Cái hệ thống phòng không của Nga là 1,2 tỷ đô la Mỹ. Thì Ukraine đưa tin là trích dẫn cái nguồn tin riêng của cái quân đội Ukraine, thì máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công vào mắt của tổ hợp radar và anten. Và sau khi các trạm radar bị vô hiệu hóa thì các đơn vị hải quân của Ukraine đã tấn công tổ hợp F-300-400 ở đây bằng hai tên lửa hành trình Neptune. Thông tin này chưa được phía Nga xác nhận. Đấy, những người Nga đã quay video của cuộc tấn công của kẻ thù. Khu vực này là các bạn nha, cái tin mới nhận được, nhưng mà có khả năng nó là cũng rạng sáng này chắc. Đấy, nó rất là ghê gớm đó chứ các bạn, cho nên là cái khu vực này là bây giờ là khi mà nếu mà nó mở ra là rõ ràng là cái nó giống như có mắt mà nó soi. Mà trước đây chúng ta cũng thấy là Nga đã phóng cái vệ tinh nên coi như là có thể là soi rõ một từng mét một, mà tại sao là bây giờ nó là ở đâu và như thế nào mà bây giờ mình cứ để thế này, tình trạng thế này nguy hiểm quá. Đấy là cập nhật mới nhất đây các bạn này. Rồi, đấy mới nhất luôn. Lực lượng vũ trang Nga đã cho nổ tung một kho chứa bom chùm của lực lượng vũ trang Ukraine tại Kharkov đêm qua. Một kho, tức là bom chùm là nó muốn bắn qua bên đấy đấy, qua qua bên bên đất Nga. Trước đó thì tại khu định cư Kurubukoye ở vùng Kharkov thì quốc hội cũng đã, không phải, cái lực lượng của Nga cũng đã phá hủy một kho đạn khác của lữ đoàn 114. Ngoài ra còn có một cái chết đây, thì nó bản dịch nó không được suôn sẻ lắm các bạn nhé, nó lục cục lắm, cho nên nó không phải nơi, nó không phải như đọc. Còn biết về cái chết của một số lượng lớn lính đánh thuê, cái này có lẽ tôi cũng cũng kết thúc tại đây để tôi xem thêm, với lại hôm nay tôi cũng đang có cái việc bận đấy các bạn, rất là cáo lỗi các bạn. Chúng tôi sẽ nghiên cứu về cái chỗ Crimea này tiếp theo và sẽ cung cấp, có những cái gì mới thì sẽ cung cấp cho các bạn. Đấy, hiện nay là có thể nói là trong cái ngày hôm nay là Nga là đánh đấm là không ăn thua các bạn nhé. Nói chung là cũng có tới có lui, nhưng mà hôm nay là lui, hôm nay là nấp, và hôm nay bị thiệt hại cũng nhiều. Hôm qua thì hai tàu, ngày hôm nay là may cái tàu đấy là đỡ được, không đỡ được cái chỗ đấy là cũng mệt lắm. Và hiện nay nó đang muốn đánh vào các cái hệ thống, nó gọi là đánh vào con mắt của cái Crimea, thì là chúng ta biết rồi đấy, là rất là nguy hiểm. Thôi, xin phép tạm biệt các bạn nha. Bye bye.